Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siege Hexit. Và ở tập trước thì mình có một chuyến khám phá nhẹ nhẹ qua hướng cái tòa tháp bên kia. Và cái kết là mình bị quánh sắp mặt luôn á. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ không trở lại đó nữa. Và sẽ chuẩn bị cho những cái món đồ sắp tới. Tại vì hiện tại mình chỉ mới có giáp sắt nên sức phòng thủ hơi kém. Bây giờ thì chắc mình sẽ chế tạo thêm một ít thức ăn đi. Để bắt đầu cái chuyến khám phá cũng như là tìm thêm kim cương để sớm có được một set đồ kim cương. Rồi quay trở lại cái tòa tháp đó để báo thù nha. Và để coi nào, trong đây thì mình còn một len nè. Và mình còn có được ui, mình hết vàng luôn rồi hả? Ồ, à đây nè, vàng mình chưa có nung ra. Bây giờ mình cần phải nung ra một ít vàng nữa các bạn ơi, để mình có thể chế tạo được một cái ba lô ấy. Có được ba lô thì mình có thể đi khám phá xa hơn mà không cần phải trở về nhà để cất đồ. Nhưng mà giờ thì chắc mình sẽ tạm thời đặt ở đây một cái điểm, đó chính là home đi, để có gì mình còn dịch chuyển về đây cho nó tiện nha. Rồi, vàng thì gần nấu xong rồi. Đây, có một vàng. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo luôn một cái ba lô thôi nào. Công thức của ba lô thì mình cần phải đặt theo như vậy. Đó, mình đã được một cái backpack. Với cái backpack này á, mình có thể chứa được rất là nhiều đồ. Và còn thịt thì chắc mình sẽ cho tạm vào một cái rương trên này đi ta. Ok, rương này đi. Và ngoài ra thì mình có dẫn về một ít cái em cừu, bò cũng như là gà trong thời gian với 2 tập, để trong thời gian sắp tới á có gì mình còn farm và lấy thêm thức ăn nữa. Rồi, và trời cũng đã sắp tối rồi, để mình đi ngủ một giấc nha. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ xách ba lô và có được một cái chuyến khám phá trong ngày hôm nay thôi nào. Và dự định của mình sẽ đi về hướng ngược lại so với hướng tòa tháp á, tại vì đi hướng tòa tháp đó có vẻ không có may mắn cho lắm. Và trước mặt của mình đó chính là cái cây mọng ngọt nè. Mình có thể nhặt được nó từ những cái bụi cây này, sau khi đập thì mình có tỷ lệ nhặt được á. Nè, nó rơi ra cái hạt giống đó thì mình có thể đặt xuống đây và trồng thôi à. Rồi, và mình sẽ cất mấy cái này vô đây đi, để mình có thể chuẩn bị hành trang và lên đường. Đó, ba lô rộng chưa? Rồi, không chần chờ nữa, đi thôi. Vàng đang nấu hả? Để mình mang cái ít vàng nè, một ít than nữa, có khi lại cần đó. Và gỗ thì mình còn ở trong đây. Rồi, giờ thì có thể đi được rồi. Để coi hướng bên này có cái gì nhá. Và nhìn sơ qua trên bản đồ á, thì mình phát hiện có một cái hố gì đó rất là tròn luôn nè. Và cũng khá là rộng nữa, không biết hố đó có cái gì không. Để mình tiến lại gần đó xem như thế nào. Còn mấy bé Chocobo này, một xíu về thì mình sẽ thử tìm cách thuần phục nhá. Có được người bạn chở đi khám phá thì nó sẽ tiện hơn, chứ cuốc bộ như vậy thì nó cũng khá là lâu á. Là khi nào mà mình có đủ... Ui, ây da, khi nào... Ui, ui, hoa lửa. Cinder Bloom này là cái bông hoa lửa nha. Nhớ rồi. Đây có bé sói nè. Hạt này đặt xuống đi, mình sẽ ăn ổ bánh mì coi. Và xung quanh đây có rất nhiều sói luôn. Chắc một xíu về mình thử lấy xương rồi thùng phục thử xem coi có được không nhá. Và đây là cái hố gì đây? Ui, không biết ai tạo ra cái hố này vậy, tròn xoe luôn á. Nhưng mà cái này thì mình có thể tái tạo lại để làm cái căn cứ đó các bạn ơi. Mình dự định sẽ sao ta, sẽ làm một cái hàng rào xung quanh đây nè, sau đó thì mình sẽ đặt cái căn cứ chính của mình ở dưới, và đường đi lên xuống thì mình sẽ làm ở bốn hướng. Ô được á. Và địa hình xung quanh đây cũng khá là ổn nữa. Mình nghĩ chỗ này làm căn cứ thì nó cũng không tồi đâu, thử sống dưới lòng đất, dưới mặt đất xem nó như thế nào nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đi khám phá sẵn đó, tìm thêm mấy cái bông hoa cho ra cái hexico luôn thôi nè. Hướng kia là bông hoa xanh. Và bên đây có thêm mấy cái bé heo nè, cũng như là cây hoa anh đào nữa. Để mình băng qua cái khu rừng này xem coi có gì đặc biệt hơn không. Và ở tập trước hình như mình còn bỏ sót một vài cái bông hoa hexico á, mình được các bạn gợi ý là quên rồi, nên một tí thì mình sẽ trở về lại cái chỗ cũ để mình đi khám phá và lấy bông hoa đó luôn nhá. Đây có hang nè, mà giờ mình chưa có muốn xuống đi hang đào. Băng qua đây một tí nữa coi. Tòa tháp xung quanh đây thì khá là nhiều luôn á, mà mình yếu á, không có đủ sức để đánh bại mấy tòa tháp trong đó đâu. Rồi, hướng này thì vẫn chưa có gì đặc biệt hết. À, có cái gì ở phía trước kìa, đúng không? Để mình là chỗ của mình coi. Đúng rồi nè, cái gì nè. Ôi, gần tới rồi. Ủa,
À, cái này kiểu như giống giống như một cái xe lửa vậy đó các bạn, nhưng mà nó bị bỏ hoang hay sao rồi. Đúng rồi, cái này là cái xe lửa nè. Để coi coi trong đây có cái gì không nhá. Để điều này chặt ra thử coi. Ui, đừng nói chặt một phát nghe hư hết cái đống này nha, là hơi mệt á. Rồi được 90% rồi kìa, một tí nữa. Hư thiệt luôn. Wow, đập một phát hư hết trơn rồi nè, cho rất là nhiều gỗ. Vậy là một tí nữa mình phải về nhà kiếm thêm sắt á, rồi làm một cây rìu sắt rồi, chứ cây rìu này nó hư mất tiêu luôn. Rồi lại đây nhặt thêm một ít nữa nè. Wow, được khá là nhiều gỗ đó. Được bao nhiêu đây? Gần một stack. Với số này chắc là hơn một stack rồi. Và cái cây vân sam này mình vẫn chưa có mầm cây nữa. Chắc một tí nếu mà gặp thì mình sẽ lấy về. Nhưng mà ở đây có một cái bông hoa hết cồ nè. Island Nature. Ấy, thôi 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 thôi. Bông hoa. Hên quá, hên quá. Bông hoa đọc, đọc reader luôn á. Nhưng mà may là nó có thể ơi nữa nè. Nó kiểu như là đọc khá là nhanh các bạn ơi. Có cua nữa hả? Để mình xem coi ở đây có thịt cua không nhá. Cua coi coi crab leg. Ui, cái thịt cua cho nhiều nhiều cái thanh thức ăn cực luôn ấy. Wow, cái này đúng không? Ủa? Cookie crab leg nè, hình như cái chân cua mới ăn được. Ui, cua này chắc cua hoàng đế rồi. Nè nè nè. Còn sống thì chân cua không có cho nhiều thức ăn, nhưng mà khi nấu chín lên sẽ cho mình tới 4 cái thanh đùi gà lận á. Wow, còn cho thêm một cái hộp quà nữa nè. Được, để bây giờ mình mở quà xem nào. Cho mình một cái MySpace. Cái này mình ăn thử ở tập trước rồi. Nó sẽ cho mình khả năng may mắn nè, cũng như là tăng thêm tốc độ. Bông này hình như bông dịch chuyển xuống lòng đất nè. Đừng có đụng vô bông hoa màu tím tím này nha. Hôm trước mình bị kẹt dưới lòng đất mấy lần luôn á. Rồi. Được ba cái chân cua rồi nè. Vậy là hôm nay mình có bông mới ăn rồi nha. Rồi đi tiếp về hướng bên này thì có vẻ phía trước là biển rồi. Và đằng kia là vùng đất gì kìa. Mở hộp quà luôn. Cho được một trái táo. Cũng tạm ổn. Rồi chắc bây giờ mình có gỗ nè, để mình làm một cái thuyền đi. Rồi sau đó mình sẽ băng qua cái vùng biển này xem coi coi cạnh chỗ của mình đó, nó có cái gì đặc biệt không, để còn đi khám phá làm một cái thuyền bằng gỗ vân sam luôn nè. Và mình hư mất tiêu cái cây ấy rồi. Lấy lại các bạn chế tạo cái đã, không nên phung phí đâu. Rồi đặt thuyền xuống và đi thôi nào. Ồ, và ui ui có cua chưa 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 chưa. Tranh thủ và lấy thịt cua thêm các bạn ơi. Đây đây đây, cho xin chân cua. Ui, định lại kẹp mình hay sao ấy. Ủa, vùng đất bên kia làm gì tối om vậy ta, cây cũng đen thui nữa. Cái này chắc là Darkland rồi, vùng đất bóng tối đó các bạn. Wow, căng thẳng nha, không biết trong đây có. Ui, có bọ kìa. Và có mấy cái gì chớp chớp ở dưới cái phần thân nữa vậy. Để mình vô thử coi. Cái vùng này nó cũng không có quá to nên mình cũng không có sợ đâu. Nè, cái gì nè. Ủa, sao nó có mấy cái lần phát sáng vậy ta. Gỗ này phát sáng được à. Nè nè nè. Đó. Ủa, hai cái này nó có khác nhau gì không? Chưa, để mình đập hai cái rồi mình so sánh thử nha. Ủa, nó giống nhau mà. Tên giống hệt luôn á, nhưng mà hình dáng thì nó hơi khác một xíu. Để có bò này mình sẽ lấy thêm về đi. Tại vì bò nhà mình thì mình để dành nhân giống, còn bò ở tự nhiên á mình có thể thoải mái farm để tìm thêm thịt thôi hả. Rồi. Ui, vô đây mặt trời nó cũng tối lại luôn nè. Ui, đây thực sự là vùng đất bóng tối rồi. Cây tối thui luôn. Wow. Úi, có heo nữa. Heo, xin thịt heo ăn luôn. Tao ăn bánh mì ngán lắm rồi. Cho gì đây? Thôi lâu, cái này dùng để chế tạo một cái white candle. Chưa biết công dụng để làm gì nữa, nhưng mà cứ lấy thịt trước đi cái đã. Rồi, cạnh đây còn có cái đầm lầy nữa chứ. Lấy thêm thịt nè. Rồi, 10 miếng là đủ rồi. Ráng dựa qua chỗ này coi. Ủa, một tòa tháp gì kìa. Wow wow wow, có tòa tháp luôn. Được á, để qua thử tòa tháp đó xem như thế nào nhá. Không biết trong tòa tháp đó có đồ không nữa ta. Rồi, đi thôi. Ui, nhưng mà mạng nhện đóng ở ngoài nhiều lắm. Ui, chưa 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 thắng 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 lại. Đụng vô bông hoa đó là bị mắc kẹt á. Giờ mình đâu có cây xẻng đâu, mắc kẹt dưới lòng đất đào lâu quá chết ngạt như chơi. Và ở đây nó có
Ui có cửa nè. Ui cái gì đây? À bông hoa, bông hoa. Có bò ở phía trước. Ui bông hoa Wither nè. Ui ui tưởng đâu bò bị mắc kẹt, mình định giải cứu á. Ai dè bò núp ở dưới cái hố chứ. Có bông hoa Wither của phiên bản 1.14 luôn. Xịn thật sự á. Cái này thì không có đường lên. Rồi để mình thử lên trên cao coi. Lấy thêm đuốc nè, đuốc vào ri thì tranh thủ lấy thôi. Rồi. Và trên này không có gì hết. Ồ, vậy cũng xây chi cho cao nữa thì cái tình á. Rồi giờ thì đi xuống phía dưới thôi nào. Trên đây mình được một cái mầm thì mình không lấy đâu, tại vì gỗ sòi sẫm á, ít nhất 4 mầm thì chúng ta mới có thể nhân giống ra được. Một bông này bông có độc. Còn bông này thì sao? À bông này cho mình kháng cự. Ui, có vài bông hoa thì cho mình toàn là hiệu ứng tốt thôi. Mình cực kỳ muốn mang theo luôn á. Còn có một vài bông hoa thì lúc nào cũng muốn giết mình hết trơn à. À hướng này thì có một em Chocobo. Ồ, mình đang dự định đi tìm một cái ngôi làng nào đó. Và nãy giờ mình lo nhìn xung quanh không mà quên để ý dưới mặt đất á. Phải em để ý dưới mặt đất thường xuyên. Tại vì mình cần tìm thêm mấy cái hoa cho mình cái Hexico. Đừng kì có mía kìa. Chắc bây giờ mình sẽ chèo thuyền lại đằng đó để lấy mía đi. Nãy giờ quên lấy mấy cái mía về nữa. Rồi, lấy cái thuyền lại và lấy mía thôi nào. Vùng đầm lầy này vẫn có một cái tòa tháp bằng đá cuội đóng rêu. Ồ, mấy tòa tháp này mình đánh tầm 1-2 tầng là mình đuối à. Giáp nó yếu xìu luôn ý. Rồi, hướng này. Ui, sướng nè. Hình như cái này là giống hóa thạch vậy đó. Đúng rồi, cái này là hóa thạch chứ gì nữa. Wow, vô tình mình gặp được hóa thạch luôn. Mình sẽ thử đào một khối coi. Cái này nó chỉ tạo ra bột xương hay sao hả? Đúng rồi nè, nó chỉ tạo ra bột xương thôi và nó không có bone shield khiến. Nhưng mà phải có một cái loại gỗ gì đó. Để mình đào tạm ba cái khối xương này trước đi. Đó, ba khối thôi. Để có gì mình nhặt được cái loại gỗ kia thì mình sẽ chế tạo thử cái khiên bằng xương hóa thạch này xem như thế nào nha các bạn. Rồi. Và hiện tại có một cái thiên thạch nó sắp rơi sau 360 giây nữa. Ở tọa độ là 230 mấy hả? Thôi đi giờ thì chắc mình sẽ qua đây để cắt lông cừu thôi. Và làm một cái giường. Đây cho xin nha. Xin nè, mấy đây? Ba luôn. Đó. Cái cừu mới đụng vô bông hoa đi mất tiêu luôn rồi kìa. Ui tội em ấy ghê không? Thôi mình ngủ đi. Hy vọng ngủ sáng thức dậy đừng có rớt ngay bông hoa lọt dưới đất là chết đó. Rồi. Hổng áp. Lấy lại cái giường. Chắc bây giờ mình làm tạo một cái rìu bằng gỗ đi. Chứ á, rìu vàng cũng được. Mặc dù độ bền hơi thấp nhưng mà không sao đâu. Miễn sao mình chặt cái bàn chế tạo với chặt gỗ nhanh là được hả? Rồi. Và hướng này thì có cái chỗ gì đây? Ừ, hình như bông hoa này là cho kháng cự đúng không? À không, bông hoa được bông hoa độc. Ôi chết rồi. Mình cứ nhầm bông hoa độc với bông hoa cho hiệu ứng kháng cự rồi hả? Rồi đi tiếp thôi. Hoa này thì không cho hiệu ứng gì hết. Hồi nãy ở đây nó có ghi là một cái thiên thạch sắp rơi ở tọa độ là 233 và 686. Hay, cái này là 233 còn xa mình lắm, phải đi ngược lại cơ. Nên thôi chắc mình sẽ tạm thời bỏ qua và đi tiếp. Có bông hoa này cho mình hiệu ứng gì vậy? Ủa mà sao phát sáng đẹp vậy? Ui bông hoa để bông hoa bay. Và vùng này sao nhiều mía vậy? Nhiều mía cực luôn á. Nãy giờ được 30 mấy coi nè. Rồi thôi kệ, mía free mà lấy hết về đi. Rồi và đi tiếp một đoạn nữa coi. Nãy giờ vẫn chưa gặp được làng nữa. Mình đang rất là nôn nóng gặp được một ngôi làng á. Có được ngôi làng thì mình sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm thêm thức ăn nè, vào những quyển sách để về và chế tạo cái bàn phù phép nữa chứ. Cái gì vậy? Hết vùng đất bóng tối rồi. Bây giờ mình lại gặp cái ngọn núi bóng tối nè. Cây khối. Ui hình như cái chỗ này nó hút hết ánh sáng hay sao ấy mà. Đất nó đen thui luôn á. Ui nhìn có vẻ căng thẳng vậy. Có gà sống kìa. Chưa để mình thử đào một khối coi đây là cái vật liệu gì mà. Đây là Dark Stone. Cục đá cuội bóng tối nè. Làm được kiếm luôn hả? Xịn vậy.
Nhưng mà dù sao nó cũng có 5 đam bằng kiếm đá thôi mà. Nhưng mà nhìn nó đẹp hơn. Ồ, để mình thử đi lên ngọn núi này xem như thế nào nha. Xung quanh đây thì vẫn chưa gặp được cái ngôi làng hay là bông hoa hái si cầu khác nào nữa. Chắc nãy giờ đi mình cũng bỏ sót một hai cái rồi đó, tại vì mình nhìn lướt. Ui, ui cái này cái tòa tháp mà. Thôi 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 thôi. Nên... Ui đi ngang thôi mà không có làm gì hết, đừng đừng có tràn ra nha. Mấy con zumba trong đó hung lắm luôn ý. Để coi coi có đường nào để lên dễ hơn không. Ui không có rồi. Thôi không có thôi, hỏi khỏi lên luôn đi. Lên trời mất công nhảy xuống nữa. Rồi và bây giờ thì mình sẽ bên đây. À đây nè, bông hoa hết si cầu nữa nè. Được ba cái rồi, ở nhà một cái nữa là bốn. Và phía trước mình là cái hình như hòn đảo bay hay sao ấy đúng không? À, một cái đảo slime trên trời. Wow, và dưới này còn có một cái giống như là mê cung vậy nữa. Một cái ngôi nhà. Ui, có phải ngôi làng không? Cái này chắc là làng rồi, chứ đâu giữa đồng không mông quạnh gì lại có một ngôi nhà. Ủa thiệt hả, cái nhà thiệt hả, chứ không phải ngôi làng hả? Ui, có giường luôn nè. Mà người ta bỏ hoang hay sao rồi. Giường màu đỏ lụm luôn. Rương trống, mạng nhện. Để mình coi coi mạng nhện có công thức gì chế tạo không. Có công thức luôn hả? À? Thôi, có công thức thì lấy về. Và bàn chế tạo lò nung thì không cần. À, đây nữa nè. Ý, được thêm một cái bông hoa hết si cồn nữa là 4 nha. Rồi, tạm thời thì... Ui, có một cái cánh cổng gì nữa kìa. Chưa, 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 chưa. À, mình biết rồi, đây là cánh cổng dịch chuyển của hết ship bình thường cũng có nè. Vô trong là thế nào mình cũng bị troll cho coi ấy, tại vì nó cứ dịch chuyển mình và đưa mình vào một cái mê cung tối thui luôn, nên cực kỳ nguy hiểm. Rồi hướng bên kia vẫn là vùng đất bóng tối và tiếp tục là một cái ngôi nhà bỏ hoang. Có vẻ lúc trước ở đây là một ngôi làng hay sao ấy, nhưng mà bây giờ đã bị bỏ hoang rồi. Coi coi có đường vô không. Ở trong đó thì không có đồ gì hết luôn. Nhảy lên coi. Không có rương, tưởng đâu có rương chứ. Thôi để bây giờ mình lướt thêm một vòng nữa rồi mình sẽ tìm cách đi lên cái hòn đảo bay đó nha. Ui hai hai hòn đảo bay luôn. Wow, hai cái hòn đảo. Chắc khó lắm đây, tại vì mình có gỗ mà. Đúng rồi, mình có gỗ. Được á nha. Thôi để mình đi thêm một vòng nữa coi nào. Sẵn tiện lên cái hòn đảo bay đó, không biết trên trển có rương không nữa. Nếu mà có rương thì sẽ càng tốt, hoặc là cho mình xì lam thôi cũng được, tại vì trong đây á xì lam có những cái công thức chế tạo rất là hữu ích luôn á. Thôi để bây giờ mình sẽ lại gần xuống phía dưới của cái hòn đảo bay đó để mình tìm cách đi lên trên nha. Và đây là một cái khu rừng gỗ băng sam hơi bị to luôn, có bò nè, còn gì nữa không. Ê, đây còn thêm bông hoa hết si cồ nữa. Vậy là mình có được 5 cái bông hoa si cầu rồi. Lướt lướt thêm coi coi còn cái nào không. Cái này có hai đảo mà không biết tới cái đảo nào ta. Để mình tới cái đảo gần mình nhất đi. Ủa cái này có. Ui có xì lam thiệt nè. Nhưng mà bây giờ mình đầy mất tiêu rồi. Để mình đặt ba lô xuống á. Rồi mình cất hết đồ vô trong nha. Đây cất mấy món đồ không cần thiết này vào đó, cho trống trải một xíu rồi mình sẽ trèo lên trên. Mình sẽ lấy ra những cái thân gỗ băng sam nè. Ê, bé tẹo gì mà cũng quánh mình nữa hả, hung hãn vậy. Ôi con bé mà hung vậy sao. Hư hư nè, hư nè, hư nè. Wow, gây ra một cái loot bag kìa, được của nó luôn. Ôi còn một con bị cường hóa nữa chứ. Ấy 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 ấy. À, cho mình cái gì nào, một cái epic loot bag. Một xíu về mình sẽ mở và slam point. Wow, chậm rãi nhảy cao hả? Ăn được luôn. Ăn ăn cái bóng xi lam được luôn nè. Và có công thức gì không? Dùng để chế tạo sticky piston cũng được nè. Dây nè. Cái đất xi lam và cái đất ủng xi lam nữa chứ. Wow, để một tí về á, mình có xi lam nhiều mình sẽ làm thử một cái nha. Và cái nạn thun xi lam nữa. Wow, quá trời công thức xịn luôn. Để bây giờ mình sẽ đổi hết mấy cái thân này thành ván nè, để mình trèo lên trên nha. Ui nhưng mà chậm gãy lâu vậy, lâu cực luôn ý. Ấy, nhảy lên thôi. Ui hình như con zombie nó ra nó tìm mình kìa.
Leo leo làm gì bắt được mình đi lên trên rồi. Rồi giờ thì mình sẽ trồng trồng vào lớp này lên á, để mình có thể áp sát lại cái hòn đảo bay nha các bạn. Hình như thôi 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 coi như chưa gặp gì đi, coi như chưa gặp gì đi. Ui đừng có nhìn nha, gần tới rồi, cố lên cố lên. Hên là cái con boss của tòa tháp á, nó không có khả năng đánh xa đó các bạn. Nếu mà đánh xa chắc có nước mình rớt chết quá. Rồi, ở đây là một cái hòn đảo xì lam nè. Không biết mình có lấy cái này về được không nữa. Cái rìu mình cấp vô ba lô hay sao rồi. Cái rìu đây, chặt cây về. Ủa? Ủa làm sao để lấy cái mầm cây này về ta? Mình muốn trồng một cái cây xì lam để có. Bubble slam sapling nè, đúng rồi, mầm mầm cây slam. Vậy là mình có thể trồng được cái cây slam rồi, tuyệt vời tuyệt vời. Để mình tranh thủ mình lấy hết mấy cái khói này về, rồi một tí nữa mình sẽ chế tạo cái đôi ủng bằng slam nhá. Ý rồi gớt luôn rồi. Gớt mất tiêu luôn rồi. À, ở đây còn nữa nè. Và mình cảm thấy cái slam này nó đàn hồi hơn hay sao ấy, đang ngồi hơn cái slime bình thường của vanilla nhiều. Mình ý là mình ngồi nè mà vẫn không hết tưng luôn á. Còn mấy khối màu xanh này thì lấy về được để mình còn chế tạo cái đôi ủng. Rồi đã đủ cái công thức chế tạo đôi ủng rồi, mình sẽ chắc không lấy cái cây nào đâu ta, chắc để chừa một cây ở đây đi cũng được á. Và chắc ban đêm thì trên đây mới xuất hiện mấy bé slime, nên thôi chắc bây giờ mình sẽ đi về nhà với thành quả là những cái khói slime nè, rồi thêm cái mầm cây nữa chứ. Thiệt tuyệt vời thiệt luôn á. Rồi cái này thì cắt vô luôn đi, block chừa lại. Rồi đi tiếp thôi nào. Không biết bây giờ mình nhảy xuống dưới có chết không ta. Mình sợ mình mà đặt chậm một nhịp á là. À cứu nước nè. Chơi lớn một lần xem coi các bạn có trầm trồ không nhá. Một hai ba đi thôi. Cao quá. Ui, ui. Thành công rồi, thành công rồi. Ui cảm giác hơi hơi mạnh một xíu nhưng mà vẫn sống để em tiếp tục đi khám phá. Trong kia là một cái hang hả? Thôi không vô hang đâu, chắc bây giờ mình sẽ trở lại cái chỗ mê cung ở đằng kia đi, để mình khám phá thử coi biết đâu phía dưới mình lại có thể nhặt thêm nhiều đồ xịn khác thì sao. Rồi trở lại đằng kia thôi nào. Và mình hồi nãy mình có bánh quy hình như từ cái con slime mà nó được cường hóa hay sao ấy. Bánh quy thì hồi ôi hồi ít quá à, nhưng mà thôi kệ, có ăn cũng đỡ. Rồi đi tiếp thôi. Đây đây xuống đây mới là thật sự căng thẳng nè. Và giờ đang sắp tối hả? Để mình ngủ một giấc đi cho sáng thức dậy đi khám phá cho an toàn. Tại vì ban đêm á thì quái nó sẽ xuất hiện nhiều hơn, mà ở chỗ tối nữa thì nó lại càng nhiều, nên việc khám phá nó sẽ khó hơn á. Lấy lại hết những thứ trên này. Rồi đi xuống dưới luôn thôi nào. Đi xuống luôn. Phiu. Rồi. Chưa hết mà nghe tiếng con zombie rồi, không có khiên á. Ui. Ở đây tự nhiên có mấy cái ấy ta. Mình có mang theo đuốc không nhờ? Để coi coi mình có mang theo cây đuốc nào không nhá. Có luôn, lấy một cây để soi sáng coi. Lấy cây đuốc ra. Có ánh sáng là mình có thể. Ấy. Ui tự nhiên mất máu vậy. Có ánh sáng là mình có thể khám phá dễ dàng hơn rồi. Chưa nha, cái gì cũng phải từ từ nha. Ở đây nó đống rêu tùm lum hết á. Đập ra coi. Bình tĩnh đừng có kêu nữa, nghe rồi. Ui tập bè tập bụi thì ra bị mắc kẹt nè, cho chết chùm luôn. Ba bốn tên dí lại một một cái mạng nhện, thảo nào không chết chung mới được mới lạ. Rồi nhưng mà kiếm mình chém giống như gãy ngứa vậy, yếu quá, phải cố gắng tìm kim cương và làm kiếm kim cương thôi, chứ sức tấn công như vậy thì không ổn cho lắm. À có spawner thảo nào nó xuất hiện hoài. Seaborner nè, đập luôn cho khỏi đẻ trứng. Còn cái nữa hả? Đập luôn nè. Rồi, còn ai đâu bước ra đây? Và coi coi có rương không? Ui, có spawner mà không có rương gì trơn vậy. Tiếp 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 tiếp. Ui, nghe tiếng con nhện ở bên trái nè, hướng đây nè. Để mình thử đào ra dò dò coi. Ui, đúng rồi, ở đây có cái ổ nhện nè. Nhện, nhện, ui, quên không tới. Được, từ từ mình sẽ tìm đường qua bển đơm con nhện đó luôn. Rồi băng qua chỗ này.
dẫn dẫn xuống phía dưới nữa hả? Đây thực sự là một cái mê cung dưới lòng đất đó các bạn ơi. Coi nào, mình sẽ bật cái tọa độ dưới lòng đất lên. Đây, mình đang đứng ở chỗ tối om và xung quanh toàn là quái thôi. Lâu lâu nó còn chặn mấy block này không biết để làm gì nữa. Đập ra đi. Đừng cùng mất tiêu luôn rồi. Đừng cùng rồi. À, chưa chưa chưa, nó bị đóng lại thôi. Ui nhìn nhện cùng quá. Nó rơi đuổi đuổi luôn á. Rơi xuống đây. Còn sống không? Còn sống không vậy? Chưa chưa, để mình đi ở tầng trên trước đi các bạn ơi, xuống dưới nguy hiểm quá. Rồi qua đây nè. Ở dưới có con nhện cùng quá, lỡ mình quýnh nó một phát mình bị phát nổ là chết luôn á. Làm liều nha. Thủ sẵn mà lóc mới được. Đây, vừa bị quái quánh là nhảy lên liền. Ui ui, nó định tìm mình hay sao ấy. Nhện nè. Nhện. Nguyên một đàn nhện luôn. Ui ui. Nhưng mà may là có mấy cái tơ nhện đó, nó cũng chặn đường nên mình cũng đỡ nguy hiểm hơn một phần. Ui giật hết cho mình á. Ê ê, rồi 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 rồi. Ê ê, đừng. Con nhện kia nó bắn. Ui đâu ra vậy? Ui bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Con nhện cùng quá, nó bắn ra phát nổ các bạn ơi. Sợ ghê. Suýt nữa là mình đi đai rồi. Để mình ăn một miếng bánh nè. Thêm một cái lát bánh mì nữa để cho nó hồi đầy máu lại nha. Chứ chưa có đầy máu xuống dưới nó giật độc hồi là chết luôn á. Sợ thực sự luôn. Nè, lại tìm đường lên để quýnh mình nữa nè. Cái tên này lì ghê á. Còn tên nào nữa đâu? Lại đây, lại đây. Ui kìa 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 kìa, con nhện cùng hóa kìa, mình thấy rồi. Nhện cùng hóa, lại đây, lại đây. Ây da. Rồi rồi rồi, chết rồi, chết rồi. Đi lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp. Chưa 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 chưa, đi lên, đi lên. Quýnh mấy con nhện này không được nhay. Nếu mà nhay á là độc nó sẽ có thể giết chết mình luôn ấy. Và mình có được hai cái áo giáp cho bảo vệ cỏ lửa nè, cực kỳ tốt luôn. Một cái zombie heart, trái tim của zombie. Rồi một cái chalicera gì nữa nè, dùng để chế tạo cái bùa cái kháng nhện hay sao á. Ai cắn nhện gì mà găng xa vậy, cắn một phát tiết trên này luôn. Ui chết rồi, mình vướng ở ngay cái ổ nhện rồi, phải đập cái summoner này mới có thể vượt qua được. Ủa hồi nãy mình cắm cây đuốc rồi hả ta? Ui chết, mình mình rối quá, mình cắm mất tiêu cây đuốc rồi. Để mình lấy thêm cây đuốc lại để thắp sáng, ăn thêm lát bánh mì nè. Nhện đừng có kêu nó coi, ổn quá. Nhện, nhện nè, nhện. Ui ui, nhện nè. Mình ghét mấy cái con nhện này cực luôn ấy, tại vì nó đánh xa lắm luôn và nó còn nhỏ nữa. Rồi hư cây kiếm luôn rồi. Ui thôi 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 thôi, xong rồi, toan rồi đại dương ơi. Ấy, lại đây lại đây, ta có rìu đấy. Ta có rìu đấy. Rồi ok. Chết rồi, khám phá mà không có kiếm chắc chết mình quá. Rìu đánh chậm lắm. Chắc để bây giờ mình làm tạm cây kiếm bằng vàng đi nhờ, chứ giờ đâu còn cái dụng cụ. Hay là kiếm đá cũng được, cũng được, kiếm đá nó cũng tạm ổn đó. Ui dưới này nó không có đá cuội hả? À đây đây có đá cuội, đây có đá cuội. Rồi lấy nhiều nhiều một xíu, lỡ cây kiếm đá cái tiếp nó hư thì còn cây để xây cua. Và mình sẽ đèo lên trên lại nha. Đây là một cây kiếm đá nè. Coi coi có cây kiếm công thức bự không nha. Đá coi coi có cây kiếm nào bự hơn không. Bấm công thức ở đây cho nhanh nè. Stone. Có vẻ là không có rồi. Không có công thức cây kiếm bự rồi các bạn ơi. Thôi kệ, không có kiếm bự thì thôi, mình làm cây kiếm bình thường cũng được. Ơ được nè. Glass, nó đánh nhanh hơn. Wow, được được được, test thử cái loại vũ khí này coi. Tại vì mình chỉ mới test kiếm đá bình thường thôi hả, chưa test loại kiếm này bao giờ. Wow, có vẻ tốt nha. Rồi đi tiếp thôi. Chưa, quên lấy cây đuốc. Con cây đuốc mang để gọi đường mà bỏ quên ở đây sao được. Đừng có kêu nữa. Ây, nhọn nhọn, ở đây lấy đây. Nhọn. Cắn lén, hở cái là cắn lén à. Ây da, mà công nhận độc nó đau thiệt đó các bạn ơi. Mình bị giật độc nãy giờ luôn.
Hình như có cái ổ nhện kế bên mình hay sao á, nó kêu á, trời đất hết. Hình như bên đây thì phải. Hay là phía trên. Thế kia, có cái chân đó nè. Kêu trời đất hết luôn. Rồi để mình tìm đường lên trên coi. Cầm cái đuốc đó nè. Ê. Ui cái lỗ nhỏ bé tí vậy nó cũng quánh mình được nữa. Có rương luôn nè. Hay là mình chôm đồ xong mình chạy ta. Được á, được á. Thay vì đánh sát lá cà thì mình có thể chôm đồ xong rồi chạy. Nhưng mà mình lỡ cắm cái đuốc mất tiêu rồi. Ui phải lên lấy cái đuốc lại mới được. Gia tài có một cái đuốc thôi. Không được mất cái đuốc đó. Đi ra chỗ khác. Rồi. Lấy cái đuốc lại. Ui chỗ này nó hơi bị nguy hiểm luôn á. Rồi cái đuốc rớt ra mất tiêu rồi. Đập. À đây đây cái đuốc nằm trước mặt nè. Cầm cái đuốc lên coi. Ê lại cắm nữa. Cổ ghê á chứ. Con nhện này đi ra. Đi ra chỗ khác. Rồi lấy lại cái đuốc nè. Còn nhiều spawner quá à. Mà giờ mình cũng hơi bị đuối trong việc chiến đấu với con nhỏ này. Không biết con nên đi lên không ta. Chứ trong đây toàn là quái thôi. Chứ không có đồ xịn gì hết á. Bình tĩnh không manh động nè. Vui vẻ không quạo, manh động vậy. Áo. Ây da. Ủa con nhỏ này manh động quá. Ủa mà vô đây thì cày kinh nghiệm cực kỳ nhanh luôn. Mình được 15 level rồi nè. Thôi nãy giờ vui đủ rồi. Chắc bây giờ mình sẽ đào một cái đường á. Rồi sau đó đi lên trên thôi các bạn ơi. Chứ ở trong đây một hồi mình vừa hết thức ăn nè. Và lỡ xui xui á, mất mạng luôn thì toan mất. Rồi hẹn gặp lại các bạn sau khi mình lên trên mặt đất nha. Sau khi lên trên mặt đất á thì mình gặp thêm một cái bông hoa Hexico nè. Lấy luôn rồi nào. Rồi vậy là mình coi có tổng cộng bao nhiêu rồi. Mình đã có tổng cộng được 6 cái bông hoa Hexico trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Và trên đường về thì mình tin rằng á mình còn gặp được một vài bông hoa nữa cho coi đó. Rồi không chần chờ gì, mình sẽ bắt đầu lên đường về nhà thôi. Đường về nhà hướng này hả? Được, đi về hướng này thôi nào. Đi được một đoạn thì mình gặp ở đây có một cái công trình gì nhìn rất là lạ luôn. Và nó có đường dẫn xuống dưới lòng đất nữa chứ. Và tự nhiên gặp được thêm một đàn Chocobo có hai em này đuôi cầu vòng luôn nè. Wow, vậy là Chocobo có đuôi cầu vòng nó cũng không có quá hiếm đâu các bạn. Vậy là đây là một cái dungeon ở phía dưới lòng đất hả ta. Và kệ tạm thời mình sẽ lưu tọa độ ở đây trước đi. Lưu tầng 64 nè. Và cái này là chấm hỏi thứ nhất nha. Đó, mấy điểm chấm hỏi thì mình sẽ từ từ khám phá hết. Rồi, sao lại. Đó, vậy là một cái công trình sắp tới mình cần phải khám phá rồi. Thật không thể nào tin được các bạn ơi. Ngôi làng bóng tối. Ui. Có thật không vậy? Ui, ở đây có ngôi làng bóng tối nè. Chưa. Có kệ sách luôn. Ok, sẵn đây chắc mình sẽ xin sách về nhà để chế tạo bàn enchant thôi. Ôi, ngôi làng này chắc có thể nói là cực kỳ hiếm luôn. Wow. Ngôi làng bóng tối. Ở đây có hai bác lũ hương nhà kế bên luôn chứ. Thôi mình sẽ xin hết sách về. Để không thôi mấy bác này phân bì với nhau nữa. Và bác này là người vẽ bán đồ. Bác này cũng là người vẽ bán đồ. Ở đây thì có bác giết mổ nè. Trong kia là bác gì đây. Bác kia mình không có nhấn vô được. Và ngôi làng này có vẻ cũng khá là to đó. Có bác linh mục nè. Còn bác này coi đổi sách gì. Ủa không có mấy bác hữu thư hả? Toàn bác dân làng dễ bán đồ không à. Cái này là bác giết mổ tiếp. Coi coi có hạt giống nào mới không. Cái này củ dời mình có rồi. Để tìm thêm cà rốt. À đây có một nguyên một cái kho chứa gỗ nè. Mình để ý chỗ này lâu lắm rồi. Vô đây tà hồ mà lấy gỗ về luôn đó. Để mình đặt cái ba lô xuống đây đi. Bắt đầu hành trình chôm gỗ về nhà thôi các bạn ơi. Đây, đập rương nè. Hơi kỳ một xíu nhưng mà nó cũng sẽ giúp mình rất là nhiều trong việc có thêm gỗ để xây dựng trong thời gian sắp tới. Nên mình sẽ xin hết về luôn. Đây, ghé qua ngôi làng mà không lấy đồ thì hơi phí lắm á. Rồi, lấy về. Wow, mấy bác này gần nhiều gỗ chưa. Mình lấy như vậy mà cũng không hết đâu á. Tại vì còn rất là nhiều trong đây mà. Nên cứ thoải mái thôi. Cắt vô tiếp nè. Ở đây nữa. Rồi, lấy tầm này là được rồi. Thỉnh thoảng mình sẽ lại đây và lấy tiếp nha. Và coi, có cái nốt nhạc này nữa. Dưa hấu, đúng rồi, dưa hấu nữa. Nãy giờ mình đâu có cái hạt giống dưa hấu nào đâu. Rồi, có dưa hấu luôn nha. Coi còn nhà nào có thể lấy đồ được không nè.
Ui, có vẻ là hết rồi. Và nhà của bác thợ rèn thì sao? Hình như bác này phòng chống trộm hơi kỹ quá hay sao á, không cho người ta vô trong nè, đâu có dễ ngăn cản mình được. Và trong đây có được một cái áo giáp màu tím, cộng tám giáp và một cái giáp xanh nữa, một cây kiếm sắt, một ít sắt nè, một cái couple stone upgrade kit dùng để trang bị vô cho cái gì đây ta? Mình cũng chưa biết nó upgrade cái gì nữa, và thêm hai cái diamond upgrade nữa nè. Wow, hơi bị xịn luôn. Rồi cắt thịt zombie. Thịt zombie mình không nên vứt đâu, tại vì nếu mình có nhiều mình có thể đốt nó lên để mình chế tạo ra những cái gia thuộc đó. Couple stone này làm được không? Ủa cái này làm dễ mà, thôi để lại đi. Rồi và tạm thời thì chỗ này mình đã lấy được những thứ cần thiết rồi. Và giờ chắc mình sẽ tham quan hai cái nhà này nữa rồi trở về nhà là vừa. Nhà bác này không có gì. Nhà đẹp vậy mà không có gì hết trơn ta. Ui bác này có sách nè. Được được, mấy bác nào có sách là mình hơi bị thích hả. Rồi nhà này thì sao? Ui nhà này có tầng 2 luôn, xịn nha. Có rương, khoai tây, đúng thứ mình cần nè. Nãy giờ vô làng chưa gặp củ khoai tây nào hết. Cất cái gì đây? Chắc mình sẽ cất trái tim của zombie đi, cái đó rẻ mà, có thể tìm thoải mái sau khi giết mấy con zombie. Vậy là hết rồi. Cái này giống như là những cái phòng trọ cho mấy cái khách đi ngang qua vậy đó. Nếu mà mình lỡ mà đi ngang mà không có giường thì có thể ghé qua làng để ngủ. Và phía ngoài ngôi làng còn có nhà của bác nào đây? Hình như bác này dọn ra ở riêng. Không, đây là chỗ nấu đồ. Ui, có quá trời đồ xịn nè. Thôi chắc bây giờ mình phải lấy thôi, không lấy thì phí lắm. Cắt bớt những thứ mà mình có được trong chuyến khám phá ngày hôm nay vô đi. Đó. Rồi sau đó mình sẽ lấy hết trong cái rương này về, đập luôn cái rương cho nhanh nè. Ui cái cây cây hammer gì mà to dữ vậy, không biết có xịn đâu mà thấy nó hơi bị to nha. Ủa Iron Hammer, đập một phát 10 sức tấn công. Wow, cái này dùng để chiến đấu là hết sảy. Được một cái glaive. Ui cái này là thứ có con skeleton chiến trước mình gặp trong tòa tháp sử dụng nè. Wow, có vũ khí mới luôn. Thôi được rồi, chắc bây giờ mình sẽ trở về thôi nào. Không lấy hết đồ của mấy bác dân làng thì mấy bác là chết luôn á. Thôi giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi. Ui bò. Giật mình tưởng con gì đâu mà rắn rắn không chứ. Thôi giờ mình sẽ trở về nhà nhá. Đi được một đoạn chưa cách xa ngôi làng là mấy thì mình đã gặp được một cái công trình gì khá là lạ nè. Cái này giống như là một cái tế đàn vậy đó mà không biết dùng để làm gì nữa ta. Cái này thì tốt nhất là không nên đập, nhưng mà mình đang tò mò nên thôi, mình sẽ thử đập chỗ này ra thử coi coi có gì không. Không có gì hết, nhưng mà nó công dụng nó để làm gì ta. Ui nhìn cái này nguy hiểm cực luôn á. Thôi 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 thôi, mấy cái liên quan tới phép thuật không nên đụng vào, lỡ nó có gì trong cổng rồi nó đu theo mình về nhà là chết luôn. Thôi giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục trở về thôi nào. Lại là một ngôi làng bóng tối kìa các bạn ơi. Vậy là mấy ngôi làng nó không có hiếm rồi. Đi mới một đoạn rồi đã gặp thêm một ngôi làng nữa. Và chắc tạm thời mình sẽ đặt điểm ở đây đi. Làng bóng tối nè. Đó, mình sẽ lưu trên màu màu tối luôn. Đó, tạm thời thì sẽ đặt ở vị trí này nhá. Rồi khi nào rảnh mình sẽ trở lại thôi. Chứ bây giờ mình đang tập trung vào việc trở về nhà sau chuyến khám phá ngày hôm nay mà. Thôi giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục về nhà thôi. Bye bye mấy bác dân làng nhá. Có dịp sẽ gặp lại. Ủa? Kế bên cái ngôi làng có cái gì vậy ta? Ủa cái này nhìn giống một cái ngôi nhà lắm luôn á. Ủa có người sát trống kìa. Ui đây là nhà của mấy anh người sát. Ui mình nghe tiếng zombie nữa. Tên zombie kia chán sống hay sao á. Dám spawn ngay chỗ của anh Golem luôn chứ. Để mình coi coi có đường vô không. Đập đập ra thử, đập đập ra thử. Đó. Ui, ui. Rồi cái tội xuất hiện trước mặt anh Golem. Anh đập một phát nằm một đống rồi kìa. Rồi cho mình cái gì đây. Một cái loại gì đó mà mình không thể nào đọc được cái ký tự đó luôn. Ấy. Con gì mới quánh mình vậy. Tôi thua rồi. Ui con gì đó đang tàng hình hay sao á. Sợ quá, thôi 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 thôi. Rào lại, rào lại. Tốt nhất là nên rào lại đi. Thôi thôi thôi, không nên đụng vô, không nên đụng vô. Mới đi vô thôi à mà khà lửa thấy ớn không. Thôi để bây giờ mình sẽ đưa về nhà nhá.
Mình đã về tới nhà rồi đây và mình đã cho hết mấy thứ mà mình có được sau chuyến khám phá vào trong cái ba lô này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mở quà thôi, chương trình quen thuộc ở mỗi tập nè. Mình có được bốn bốn cái loot pack ở đây, một một cái epic, một cái là cấp độ raid và hai cái common thôi. Và dưới này còn có cái uncommon nữa. Cái này chắc là ra đồ dởm rồi và bốn cái món quà. Kết hợp coi coi còn cái nào mở được không. Đây còn 8 cái nữa nè. Rồi và cái này hình như nó chỉ stack tới mức là 8 thôi. Rồi không chần chờ gì nữa, khui quà thôi. Để coi coi đứng xa xa ra nha. Lỡ mà nó ra cái gì không tốt thì còn vứt kịp. Búp. Ui cái gì vậy? Ui, cái loại gì nè, ăn hồi quá trời cái đùi gà luôn. Ăn cái này chắc mình no hết mấy tuần luôn á. Rồi tiếp theo là mấy cái hộp quà nè, mở hết luôn, mở hết luôn và cho mình được được ít cái bánh và pháo hoa thôi à. Rồi tiếp theo là cái common loot pack nè, một cái master knife smoke bomb. Ui một cái dao nè, wow xịn xịn đó nha, chắc dùng trong nấu nướng đó. Cái này thì cho một cái iron battle axe và một cái ender pearl nè, một mũi tên, một cái thép và một cái thẻ tên nữa. Cái thép này không biết dùng để làm gì nữa ta. Chưa biết công dụng rõ của nó nữa nhưng mà cứ giữ đi. Tiếp theo là ui cái epic cho mình một cái ủng kim cương cực kỳ tốt luôn. Thêm một cái cây glide nữa. Rồi vậy là tốt rồi nè, cái này thì chắc mình sẽ mặc trong thời gian sắp tới. Và cuối cùng là một cái ray loot pack cho mình một cái món đồ gì đó chữ ký tự cổ không à. Rồi vậy là chương trình mở quà đã xong và mình đã có được tất cả những thứ ở trong này. Và món đồ tốt nhất thì mình nghĩ đó chính là cái đôi ủng kim cương nè. Mình đã có được một đôi ủng mà không mất bất cứ thứ gì. Kèm theo đó là một cây battle axe, một cái dao và hai cái cây thương nữa. Rồi và ngoài ra mình có nhặt được những cái bóng slam ở hòn đảo bay đúng không? Để bây giờ mình thử chế tạo một cái đội ủng bằng slam coi coi có xịn như cái lời đồn không nhá. Để mình thử coi ủng slam. Wow, cái bạn con này. Ui, wow mình nhảy coi kìa, nhanh nhanh cực luôn á. Ui. Các bạn cũng hiểu kết quả sau khi mình nhảy xuống cái hố đó là gì rồi đó, là bị cháy đó. Thôi để bây giờ mình sẽ bunny lên trển nè, nhảy lên, nhảy lên, vừa nhảy tốt hơn nè, rồi nhảy cao hơn và nhanh hơn nữa chứ. Để mình thử coi coi nó có cho mình khả năng chống các thương kia rơi không nha. Có chứ, nó là cái như cái lò xo mà. Wow, có ủng sờ lam luôn. Tốt, tốt, tốt. Rồi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một chuyến khám phá rất là may mắn ở hướng bên này, đó chính là hướng Bắc. Và so với hướng Nam thì hướng này tốt hơn hẳn các bạn ơi. Chắc sắp tới mình sẽ ưu tiên khám phá về hướng Bắc quá. Và ngoài ra mình sẽ cố chuẩn bị những cái thứ cần thiết để mình có thể bắt đầu chuyến đi mai trong thời gian sớm nhất nhá. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.